Việc đầu tiên của ngày hôm nay đấy là mình sẽ mang tất cả những cái máy ảnh này của mình đi sửa. Mình mua đồ cũ ấy, thế nên là mỗi một cái nó sẽ có một cái vấn đề khác nhau. Như kiểu cái này thì mình không mở được cái chỗ này ra để cho phim vào vì cái này nó bị hỏng. Cái ảnh này thì mình không biết nữa, mình chưa biết nó hoạt động như nào. Cái này cũng thế, mình sẽ phải mang ra hỏi và mình phải mua một cái chuyển đổi gì đó để sau khi mình quay ở đây xong, mình có thể cho ra laptop để mình edit được thì mình mới bắt đầu dùng được cái này. Và mình mang cái này đi để mình đi mua băng cassette ý, thì mình sẽ cho vào mình nghe thử luôn để tránh mua phải những cái đĩa mình không thích. Thì mình sẽ mang cái đống này đi, hãy giải quyết từng cái một. No, it's full automatic. It's rewinding automatically. Mm-hmm. Yeah. So I don't have to rewind it before you use it. I just have to put the camera know it. 30 seconds exposed. Okay. And then rewind automatically. Mm-hmm. And very important, you must close and save this. Cứ vài tháng một lần thì mình lại đi mua đĩa than. Mặc dù là mấy cái album này mọi người đều có thể tìm thấy ở trên YouTube, thế nhưng mà cái cảm giác mà kiểu mình cầm được cái bài hát đấy ở tay ấy và mình đi lựa đĩa than nó luôn luôn kiểu khiến cho mình rất là thích thú. Thế nên là cứ vài tháng mình đi một lần. Và bây giờ thì mình còn có thêm một cái thú vui, đấy là đi lựa băng cassette nữa. Hơi đau ví. Em muốn bị Hello. Mình vừa gặp chị Chuối xong và bọn mình ra fest để ăn trưa ở Darmstadt. Thì hiện tại đang có một cái fest vào mùa hè tên là Schlossgrabenfest. Nó kiểu như là music festival ấy, kiểu thế. Ở đây có rất nhiều những cái band nhạc Đức đấy, chơi nhạc suốt ngày. Và có cả đồ ăn đồ uống nữa. Mình đang uống slushy. Cái tóc buồn cười. Ngon hả? Một hoạt động nữa mà mình rất là muốn làm đấy là chụp một cái bộ ảnh mang vibe mùa hè. Kiểu như là mình hình dung ra là nó sẽ có một cái hồ này, xong rồi có bãi cỏ xanh. Thế nên là hôm nay thì mình quyết định đi tìm một cái địa điểm như thế để chụp một bộ ảnh như thế. Take on my passions with pain, but would you do the same? I'm going so insane, thinking about where you and I go. Hôm nay mình mang rất là nhiều máy ra nhưng mà chỉ sửa được cái này thôi. Thì mình sẽ cho mọi người nhìn thử vào trong cái ống kính của nó nhé. Cái đoạn đường từ trung tâm về nhà mình ý là một cái đoạn đường thẳng rất là đẹp, rất là phù hợp để đi xe đạp. Thế nhưng mà nó hơi bị xa quá, tận 7 cây. Thế nên là mình chưa bao giờ đạp xe về nhà cả. Thế nhưng mà hôm nay mình sẽ làm như thế. Hello mọi người, mình đã về nhà rồi đây. Mình vừa thay đồ, tại vì mặc váy nó hơi khó chịu ấy. Và đây là những cái đồ mình đã mua được, cho mọi người xem trước nhá. Đầu tiên là một cái đĩa, không phải một cái đĩa mà một cuộn băng cassette tự thu tên là April Fool. Và cái này tận 20 đồng lận. Đây là một cái băng rất là đắt ấy. Trong này nó có một cái notes kiểu viết tay rất là đáng yêu. Kiểu this song were recorded on a rainy afternoon April 1st, 1978. There was only a voice, a guitar and a few mistakes. Đấy, kiểu nó rất là đáng yêu ấy. Thế nên là mình đã quyết định xuống tiền để mua về. Và nghe rất là hay, mình đã nghe trên đường về đây. Tiếp theo nữa là mình mua được một vài cái đĩa than như thế này. Và những bài này mình đều đã nghe qua rồi, rất là hay. Nói chung là lần này rất là ưng chứ không kiểu mua bừa nữa. Đấy, nói chung là mình cũng phải hết tận 50, 60 oi ở chỗ đấy đấy. Cũng là gần 2 triệu tiền đĩa. Yes. Nhưng mà mình không thể bật cho mọi người nghe được vì mình sợ bản quyền. À, mình sửa được cái máy này. Thật ra không phải là sửa mà mình mua phim cho cái máy này. Còn những cái khác thì vẫn chưa sửa được. Và cái máy này này thì nó quá là cũ, nó là cái đời quá cũ ấy. Và ở trong này người ta phải cho vào đây một cái loại phim mà bây giờ kiểu rất ít nơi bán. Thế nên là mình nghĩ mình phải mua lại phim đấy ở trên eBay hay gì đó. Sau đó thì mình mới thử được cái máy này. Còn cái này thì nó cũng quá là cổ rồi. Thế nên là cái dây nối các thứ của nó người ta cũng không bán nữa. Và mình cũng phải tìm một cách nào đó để mua ở chỗ khác. Yes. Thì đấy là update về cái đống này của mình. Và bây giờ là update về cái đống này. Từ cái lúc mà cái giá treo quần áo này của mình nó bị đổ. Tại vì con Stormy nó cứ nhảy xuống, xong rồi kiểu nó cứ đu đưa ở trên cái giá đấy. Nên là cái giá đấy nó đã bị nghiêng và nó đã bị hỏng rồi. Mình không thể nào vặn lại được nữa. Thế nên là mình đã mua một cái, mình đã order trên Amazon một cái giá mới. Giá vẫn là như thế thôi. Hơi ngu ngốc. Thật ra mình đã đợi mấy ngày để suy nghĩ xem là có nên làm gì khác không. Nhưng mà mình quá bận và mình quá mệt. Thật sự là nếu như mà làm ấy thì mình sẽ phải kiểu thay đổi lại hết mọi thứ ấy. Vì mình không nghĩ là mình có thể để được tủ quần áo trong cái nhà này. Nó rất là chật. Mà nếu mà để mình sẽ phải thay đổi lại hết cấu trúc của cái phòng này. Thế nên là mình lựa chọn là mình lại mua lại cái này cho giải pháp tạm thời. Có thể là một vài tháng nữa hay nửa năm nữa mình sẽ nghĩ khác, mình sẽ thay đổi lại. Thế nhưng mà hiện tại thì cứ lắp lên cho nó gọn đã. Ok, bắt đầu thôi. It's raining. Giật mình. I'm trying to like, it's just, I'm trying to catch the hopped on a plane to Pennsylvania. I couldn't get no sleep. I think that this might be a dream, cause Isaac's on the beach. City views like red pagodas. We grinding for the streams. I need the money for some more caffeine. I got more beats than Dwight Schrute. Your songs are great, that's just rude. You write by girls, that's so you. Say something real, that's tofu. When you speak the truth, people get offended. But you can live your life based on opinions. I make music for the chosen. My purpose is to bring joy to the broken. Yeah, living off what was spoken. I'ma do this till all the streets are golden. Until the day it pays off. I work till the morning. No night, no sleep, no days off. I'll rest when I'm... Trời ơi, mình rất nhầm với mọi người. Nó phải là đằng trước thấp đằng sau cao. Mình lắp hai bên cao, hai bên thấp. I feel confident because I'm the best player in the world. Coming with that heat, make you melt like gelato. Yeah, I'm dreaming out loud that I'll be bigger than Bono. Your boy slay. Thế nên mình đã dọn xong rồi này, bây giờ nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều luôn á. Mình đã lựa ra những thứ mà mình vẫn còn mặc mình sẽ để ở đây. Còn những thứ mà mình không mặc nữa thì mình sẽ để ở cái đống này. Đây. Nhưng mình sẽ không dọn cái núi quần áo này trong ngày hôm nay. Mình chỉ soạn ra đấy thôi. Xong rồi mình sẽ giveaway hay là mình donate hay như nào đấy mình sẽ lựa sau. Còn những cái tủ này mình cũng đã dọn hết rồi. Nhưng mà thôi mình không quay. Cái tủ này trông nó rất gọn gàng nên mình sẽ quay cho mọi người. Ta-da, trên này là tất của mình. Đây là những cái quần áo phải treo. Rất gọn gàng. Cái tủ bên này thì là tủ quần của mình. Mình cũng đã treo mọi thứ lại rất là gọn gàng rồi. Đây, mình để như này để mình có thể lựa được. Mình nhìn thấy cái quần nào với quần nào đó. Rất là gọn luôn. Yes, thế là xong việc của ngày hôm nay. Hello mọi người, Thạch Trang My20s xin chào. Hôm nay đã là 2 ngày kể từ sau cái ngày mà mình nhuộm tóc. Mọi người xem cái cảnh trước rồi. Mình không quay ngay lập tức sau khi mình nhuộm xong. Tại vì lúc đấy mình kiểu không biết phải cảm thấy thế nào với tóc của mình, mình không biết phản ứng như nào. Thế nên là mình cũng không quay luôn. Thật ra lúc mà mới nhuộm xong mình hơi thất vọng, tại vì nó không đúng với cả cái màu mà mình mong muốn ngay từ đầu, là một cái màu cam cam vàng vàng giống của Jenny ấy. Đấy, thế nhưng mà nó lại ra một cái màu khác. Với cả lúc mà sấy xong ấy, các chị sấy kiểu gì ấy, cái mái của mình nó như này. Xong rồi mình kiểu, mình cứ như này, trời ơi tôi nhìn xấu xí này. Thanh toán cái tóc đấy nó hết 300 mòn mọi người, 270 mấy gì đấy. Xong mình chạy qua đi em, mình phải mua ngay cái bờm này để mình bờm cái mái tóc này của mình lên. Xong rồi thì mình mới bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn một chút. Xong mình nhìn qua ngắm lại, xong mình cũng thấy kiểu ok, trông cũng được. Xong rồi cái áo lúc đấy của mình thì nó hơi lòe đâu, thì nó không hợp với cái tóc cam, vì đầu mình cũng lòe mà. Thế nên là mình đã mua thêm mấy cái áo kiểu màu neutral như này để mình cho mọi người xem. Mình mua thêm 3 cái áo này. Thật ra cái này không neutral lắm nhưng mà trông nó rất là xinh, và nó cũng không bị trọi quá với cái tóc của mình. Và một cái áo như này. Đấy, và cái áo này. Đấy, sau khi mà mình kiểu lựa chọn trang phục phù hợp xong các thứ sau thì mình hoàn toàn yêu cái tóc này mọi người ạ. Mình rất là thích cái màu tóc này. Nhưng mà đây là một màu tóc nhanh phai nha, như mọi người nhìn thấy này. Mọi người thấy nếu mà mọi người theo dõi Instagram của mình thì mọi người thấy ảnh rồi, là trông tóc nó rất cháy đúng không? Nhưng mà hôm nay sau lần ngủ thứ hai nó đã bắt đầu kiểu hơi pastel ra rồi. Nên mình cảm thấy hơi lo lắng rồi, nó hơi pastel. Trên này thì vẫn rất đẹp, bởi vì đây trên này tóc khỏe, nhưng mà dưới này là tóc tẩy, thế nên là nó phai khá là nhanh. Ok, thì đấy là update một chút cho mọi người về tóc của mình. Mình rất là ưng cái tóc này, và ở trên Instagram mọi người cũng khen mình rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì luôn luôn hype me up. Khi mà mình thay đổi màu tóc gì mọi người cũng kiểu rất là bis mình ấy, thế nên là mình rất là cảm ơn mọi người. Bây giờ thì moving on với tiếp theo, đấy là mình sẽ mang một vài những cái áo blazer của mình đi để sửa. Lần nào mình rất muốn làm cái này để mình có áo mặc ấy, nhưng mà lần nào mình đi ra đường thì mình cũng quên mang theo. Thì hôm nay mình sẽ mang cái áo blazer này đi để cắt nó thành kiểu crop, mặc cho nó dễ, cả mùa hè đều mặc được luôn. Đấy, mình có một cái áo này này, đây mình quay cho mọi người xem. Đây, ở đây mình có một cái áo blazer này. Nó, cái cầu vai của nó khá là rộng, thế nên nếu mà mình cắt crop đi thì trông nó sẽ như này. Đây là ý tưởng của mình để trên màn hình cho mọi người xem. Đây là cái thứ hai, ui toàn lông mèo, nhưng mà cái chất vải nó rất là đẹp, nó là kiểu vải gân ý, kiểu corduroy ấy. Và một cái áo vest như thế này. Nó là áo kiểu không có tay, thế nhưng mà nếu mà cắt crop đi thì mình sẽ rất là dễ mặc. Thế nên là mình sẽ mang ra hàng. Ok, đi thôi. Hey Siri, how is the weather today? It's currently clear and 24 degrees. Expect partly cloudy skies starting at noon. Temperatures will be fairly consistent, averaging about 19 degrees. Mới tới nơi thì phải 30 phút nữa người ta mới mở cửa, thế nên là mình lại phải đi về. Mình đi về xong mình sẽ thay đồ để mình đạp xe loanh quanh trong lúc chờ đợi người ta mở cửa, xong rồi chụp ảnh các thứ luôn. Hy vọng nó sẽ có ảnh đẹp, tại vì cái bộ này mình đã chụp nhiều rồi, thế nên mình về thay đồ. Baby blue, that's the color you wore when I met you. I said I thought cafe, just waiting there to see your face. You're my little crush. I'm hoping. Mình vừa mới đi lấy lại hai cái áo này. Mình chỉ làm một cái màu xám thôi, tại vì là mình đã trả 80 oi cho ba cái áo, tức là kiểu lúc đầu là 90 oi, mỗi cái sửa là hết 30 oi. Mà mọi người biết mình mua những cái áo này bao nhiêu tiền không? Mình mua mỗi cái áo này chỉ có tầm 4 đến 5 oi thôi mà mình sửa hết 30 oi một cái. Thì mình thấy là chát quá, nhưng mà kiểu mình không biết mặc cả ấy. Thế nên là lúc mà bác ấy bảo như thế xong mình cũng chỉ biết tỏ ra buồn thôi. Mình kiểu có thể giảm giá cho cháu được không ạ? Xong rồi bay vào sao được rồi. Thì xuống còn 80 oi giảm cho 10 oi. Xong mình kiểu vẫn đắt nhưng mà mình không biết phải nói gì hơn, thế là mình kiểu ok. Thế mình đi rút tiền, mình đưa cho bác ý. Xong mình vẫn rất lấn cấn. Xong rồi mình tự nhủ là mình phải quay video tiếp, thế nên là mình nên gạt chuyện đấy qua, xong mình đi quay video tiếp. Thế rồi một lúc sau mình gọi đến chị Chuối, mình kể chuyện là mình vừa mới làm áo hết rồi, thêm chị Chuối kiểu mày bị điên là sao mà đắt tiền thế, tiền là lá cây là các thứ. Xong rồi mình kiểu mình nghĩ lại, xong mình thấy rất tội lỗi, thế là mình mới quay lại đấy để mình lấy lại hai cái áo. Mình chỉ làm một cái thôi vì bác ấy đã cắt một cái rồi. Mình chạy hớt hải đến, xong mình bảo là bác ơi bác đã cắt hai cái còn lại chưa, xong bác ấy bảo là chưa. Xong rồi mình bảo là cháu có thể lấy lại hai cái đấy được không? Xong rồi bác ấy bảo là tại sao? Lúc đấy mình quá áp lực ấy, thế nên là mình đã bịa ra một câu chuyện. Mình bảo là mẹ cháu bảo là đắt quá nên mẹ cháu chỉ cho cháu làm một cái thôi. Bác ấy kiểu nhìn mình như kiểu là một con bé kiểu mười mấy tuổi, xong rồi lấy tiền của mẹ để đi làm mấy cái em vớ vẩn ấy. Xong rồi bác thôi được rồi, cầm tiền đi về đi. Mà không sao, tuần sau khi mà có áo mới mình sẽ cho mọi người xem. Như thế thôi. Mọi người ơi, mình mới phát hiện ra là xung quanh nhà mình có rất nhiều bể bơi. Sau khi mà mình kiểu mình càng đi đạp xe quanh nhà mình càng thấy xung quanh nhà mình có rất nhiều thứ thú vị và đẹp và có nhiều thứ vui chơi. Đấy, thì ngày mai là một ngày trời rất là nóng, tận 27-28 độ, thế nên là chắc là mình sẽ đi bơi. Mình sẽ ghé qua siêu thị để mua đồ một chút, sau đó thì sẽ đi thẳng về nhà. Ok, đi thôi. Hello mọi người. Bạn này lúc đầu thực ra mình không định quay, thế nên là mình không nói gì ở đầu hết, mình không giải thích gì cho mọi người cả, thế nên là mình phải nhảy vào để mình giải thích cho mọi người. Thì câu chuyện là như này, tức là ở gần nhà mình có một cái siêu thị Reve, thì ở trước cửa thỉnh thoảng sẽ có một cái chú cứ ngồi ở đấy để kiểu xin tiền ấy. Thì thỉnh thoảng mình đi qua mình cũng cho chú ý. Thế xong rồi là một hôm chú ấy bảo là chú ấy nhờ mình là có thể mua cho chú ấy một cái gói salami không? Nó là kiểu xúc xích khô ấy, kiểu như vậy. Thì mình đi vào xong mình mua đồ của mình, xong mình cũng mua thêm một cái xúc xích đi cho chú ấy. Thế xong rồi là thỉnh thoảng những cái lần sau khi nào mà mình đi chợ đúng lúc mà chú ấy ngồi đấy thì mình cũng sẽ mua thêm cho chú ấy một cái que salami. Đấy, thì câu chuyện là như thế. Nhưng mà hôm đấy thì mình đi qua, mình đi siêu thị đúng lúc mà chú đấy cũng ngồi đấy. Thế là mình kiểu mình cũng nghĩ là dạo này ở bên Đức ấy mọi thứ giá cả tăng rất là cao, đi chợ tiền rất là đắt luôn ấy. Thế nên là mình nghĩ là chú ấy ngồi xin ở đấy một ngày chắc không biết được bao nhiêu đồng, thì cũng chắc là cuộc sống khó khăn, thế nên là mình nghĩ là mình sẽ đi chợ dùm cho chú ý một hôm để kiểu như là người ta mua được tất cả những thứ mà người ta cần kiểu thiết yếu ấy. Tại vì thời buổi bây giờ rất là khó khăn, kiểu dầu ăn rồi mọi thứ, tất cả mọi thứ đều rất là tăng giá. Đấy, thế nên là mình mới ra mình hỏi, nghĩa là chú có thể đi vào và chú có thể chọn tất cả những cái gì mà chú ấy muốn, sau mình sẽ trả tiền giúp. Thì đấy là một chút context cho mọi người để mọi người có thể xem tiếp cái đoạn sắp tới mọi người hiểu. Alles, was sie braucht, und ich zahle für sie. Ja, okay. Chaba. Chaba. Ja, nehmen Sie alles. Nehm. Ja. Mhm. Ja. 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 Schlafen Sie auch? Straße, Straße. Sind Sie allein? Gar nicht. Ja. Möchten Sie Brot? Brot? Brot nicht. Okay. Mình cũng sẽ kết thúc video bây giờ thôi. Nhưng mà trước khi mà kết thúc video thì mình muốn... Ôi giời, con muốn xuống à? Thì trước khi mà mình kết thúc video mình muốn đọc cho mọi người một cái comment từ video trước mà mình thấy nó rất là vui, thế nên là mình muốn đọc cho mọi người nghe. Kiểu như là bạn ấy bảo là lúc nãy tôi vừa leo cầu thang vừa nghĩ nay mới thứ tư, phải 2-3 ngày nữa mới đến cuối tuần để xem video mới à, kiểu. Này, mình sẽ để cả cái text giấy ở trên này cho mọi người đọc. Mình thấy nó buồn cười tại vì là mình không nghĩ là có ai kiểu đang leo cầu thang mà nghĩ đến mình ấy. Mà không những thế, còn kiểu viết lên đây, kiểu kể cho mình nghe ấy. Kiểu như kiểu chúng mình là bạn bè kể cho nhau những cái chuyện kiểu linh tinh vớ vẩn nhưng mà kể cho nhau kiểu rất là vui ấy. Thế nên là từ bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đọc một cái comment mà mình thích ở video trước, mình sẽ đọc ở cuối video này, kiểu kiểu như vậy. À đúng rồi, tuần này thì chúng mình sẽ comment bất kỳ icon nào màu cam mà mọi người có thể tìm được thì mọi người hãy comment cho mình cái icon màu cam này của mọi người. Chị Trương, hy vọng là mọi người đã thích video tuần này và mọi người đã có những cái giây phút vui vẻ khi xem video của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến tận giây phút này của video và hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau. Bye bye. À quên, nhớ like video và subscribe cho tôi nha.